Thực hiện chương trình nghĩa tình Đà Nẵng Quảng Nam, Hội người cao tuổi thành phố Đà Nẵng đã đến thăm và trao quà Tết cho các hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhân dịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Theo đó, ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Đà Nẵng đã trao 25 suất quà Tết cho người cao tuổi tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, 20 suất tại huyện Duy Xuyên và 25 suất tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tổng cộng có 70 suất quà, trị giá mỗi suất là 1.200.000 đồng, gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và nhiều yếu phẩm thiết yếu cho dịp Tết trị giá 200.000 đồng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là hơn 80 triệu đồng do hội tự vận động quyên góp từ các hội viên và mạnh thường quân trên địa bàn Đà Nẵng. Thông qua các suất quà Tết này, ban đại diện thành hội Đà Nẵng mong muốn mang đến một cái Tết ý nghĩa và no đủ hơn cho các trường hợp khó khăn, thắt chặt hơn tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau giữa hai địa phương.